Chào mừng tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu đến cho mọi người một lô đất nữa nhé. Lô đất này thì toàn là tại xã Đắc Mi, xã Đắc Ha, thành huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông nhé. Lô đất này thì như mọi người đang quan sát đây thì lô đất này là 100 m mặt tiền đường bê tông nhé, với tổng diện tích là 2 hectare. Hiện tại thì đất thì đã có chữ lục dấu đỏ đấy nha mọi người, và có thể ra sổ đường liền. Bác chủ bán với cái giá là 750 triệu, có thương lượng và sang chích nộp dấu đỏ nhá, và 1.050.000 triệu thì bác chủ bao sổ đỏ. Khi nào mà mọi người có thể cọc rồi trong vòng 4 tháng bác chủ ra sổ để công chứng nhận nhá. Lô đất này thì có một cái địa hình thì tương đối phức tạp nhá. Phía trên thì là mặt đường bê tông, ở dưới thì giáp suối, hình đất thì tương đối là vuông và sang trên sổ thì tương đối là vuông đẹp nhá. Nhưng mà phía trên giáp đường thì nó bị dốc nha mọi người, dốc khoảng từ 8 sào đến 1 hét nha. Và phía dưới thì giáp suối thì 1 hét, cái thoải lại đẹp nha mọi người. Nói chung là phía trên mặt đường này thì có thể cất nhà ở thoải mái nha. Vì từ mặt đường vào khoảng tầm 20 m thì đất chưa dốc đâu nhá, đi vào một xíu thì nó dốc xuống mất khoảng tầm 3 sào, khá là dốc nặng nha. Trên đất thì đang trồng điều và cà phê nhưng mà ít chăm sóc nên là nó rất là xấu nha mọi người. Được cái là giá nó rẻ thì mọi người có thể cải tạo lại và chăm sóc được nha. Từ mảnh đất này mà di chuyển đến tỉnh lộ 684 là chỉ có 1 cây số thôi nha. Tỉnh lộ 684 thì bắt đầu từ thành phố Gia Nghĩa và đi qua huyện Cờ Đông Nô và kết thúc ở chỗ thị trấn Đắc Minh, ra tới quốc lộ 14 nha. Ngoài ra thì lô đất này thì cách trung tâm trường chợ xã Đắc Ha chỉ có 6,4 km nha. Xã Đắc Ha thì bữa nay rất là phát triển nha. Trường chợ rồi ủy ban bách khoa xanh thì di động thì đầy đủ hết mọi tiện ích nha mọi người. Và đặc điểm lô đất này thì cách thành phố Gia Nghĩa rất là gần luôn nha. Cách thành phố Gia Nghĩa chỉ 15 km thôi nha. Lưu thông thì hoàn toàn bằng đường nhựa và đường bê tông. Em sẽ vẽ lại đánh đất cho mọi người quan sát nhé. 100 m mặt đường bê tông, ở phía dưới là 120 m suối lớn nha. Em nói 1 hect đất dốc nhưng mà bên này cam đây quan sát thì chắc không tới đâu nha mọi người. Con 7-8 sào đất dốc thôi. Còn lại để đất tương đối thảo đẹp nhé. Phía xuống qua cái lùm cây điều này là tương đối thảo đẹp. Từ chòi đổ xuống thì em ước tính khoảng tầm hect 3 đến hect 4 là tương đối thảo đẹp nhé. Mọi người quan tâm đến lô đất này thì gọi trực tiếp qua cho em nhé. Số điện thoại em 0987 326 96 hoặc cái bạn Zalo để em gửi chính lục và pháp lý cho mọi người coi nhé. Ôm suối rất là đẹp. Gió lô đất này thì cũng khá là ít gió nhé. Nằm về hướng hướng Tây nên tránh được cái hướng Đông Bắc khá là nhiều nha mọi người. Đến mùa gió thì sẽ bị ít gió hơn. Ôm suối đất tương đối đẹp. Phía dưới đất đẹp, phía trên thì mình có cất nhà rất gần trung tâm. Phía mặt đường thì hiện tại đã có điện đây nha mọi người, nên mọi người có thể dựng nhà và ở thoải mái. Mọi người yêu mến em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại.